Anh đang ghi phim mà anh. Bom dia, bom dia! Bem-vindo, Che Paulo! Tudo! Sou Matheus. Muito obrigado. O filho. Obrigado, obrigado. Ok, hello, tchau, mano. Sim. Ok, hello, tchau, mano. Ok, hello, tchau, mano. Me tem, Matheus. Ok, hello, tchau, mano. Soba. Você fez o chinulho. Chào mừng các bạn quay trở lại channel Đông Mà Nụ Vlog của Sống Châu Phi. Thì mình mới sang được mấy bữa các bạn, thì cũng như hôm qua là ngày chủ nhật là ngày nghỉ, thì cũng ở nhà nghỉ ngơi cũng như phát quà cho anh em các bạn. Thì hôm nay chính thức bắt đầu, từ hôm nay mới vào trong bản để đi thăm hỏi giúp đỡ người dân các bạn. Thì vì hiện tại bây giờ là mùa mưa cũng chuẩn bị đến rồi, nên là anh em trong team mình thì cũng đã có sự bàn bạc rồi, thì tất cả anh em là đều hướng tới công việc là giúp đỡ người dân phát triển nông nghiệp cũng như phát triển cây lương thực đấy các bạn. Thì quản lý công việc thăm hỏi người dân thì anh em mình đã sắp xếp làm sao cho nó hợp lý đấy các bạn. Thì hôm nay là vào trong bản Longoni. Soba. Pronto. Como? Zé de aqui. Aqui a gente está boa. Eu tô com o Winnie e o Casimiro, que era chico. Já pia amanhã para... Ele vai ter a joia, mulher, um ala paulo. Ei, onda kayange ya tete. Onda kayange ya vali, tuwa kulila chalwa, momo, owe mwe unjali yetu, okasiko vaseyo chisoko chovite na mita, okupitia akambo vetu, okokodile sangu, yovite na mita. Ei, tuchapiana kulo watusile, onjala mwele, handilo po yikondinuwala. Agona bano sega yaki, si. Komu, bano azura beng. Ok. Nunem, suva, met agona tek suva. Suva, asime maki angola, suva sim kai. Cai mesmo já agora. Sim, tá bem. É por isso que as pessoas estão a construir, sim. Alguns já construíram, é preciso chapa e porta. Tá bem. Agora bano sega aqui, sim. Depois você não vai, bano vai. Girar tudo bairro. Girar tudo bairro. Vai bem. Dê parabéns. Eu fui, eu já falar. É isso mesmo. Kênh não tem casa. Sim. Faz adubo. É isso mesmo. Matheus já fica aqui, já adora arroz. É que foi. Arroz vai ver. É que foi mesmo. Cara, tem muito fome. Não tem... Comida. Comida, comer. É mesmo. Não tem dinheiro, faz a compra chapa. É isso mesmo. Vai ajudar. Deixa, faz a boa agora. Depois, chuva. Vem. Vem. Agora. Cultivar. Cultivar. É isso mesmo. Oi. Um mais dois, né? Um já não dois, não. Não tem mais fome, sim. É mesmo. Sim. Até o próximo ano, 2023, sim. Assim fome, saia! Sim. Okay. Basta mesmo chefe entregar os sementes. E a nossa terra também, falta de fértil. Sim. De fertilizantes. Desde aquele tempo, Che Paulo, como foi, sim. Andamos mesmo com a saúde. Mas pronto, o nosso médico foi atacado com febre. Aquilo é febre, dor de barriga. Doeu, até que lhe levamos até no hospital municipal do Bailundo. Sempre não deu certo, o médico morreu. Tá bem. Depois vai à casa, Deni. Sim. Tá bem, eu vou à casa, eu ajudo bem. Tá bem. Mano, é, Deni. O filho, Deni. Sim. Tá bem. Muito obrigado, chefe. Tất cả thì mọi người đều chờ đợi mình sang cũng như để mình hướng dẫn giúp đỡ các bạn. Thì chỉ có một cái tin buồn nhất là bác sĩ bị mất. Thì mình sẽ tí nữa mình sẽ sang thăm gia đình. Cũng như nói chuyện với gia đình bác thì cũng rất là thương cho bác thôi. Những cái số nó đến đấy thì phải chịu thôi. Chứ cũng mới được anh em mình hỗ trợ giúp đỡ, cũng thời gian chưa được nhiều. Nhưng mà con người thì không biết thế nào được. Cũng là phải chịu. Vamos girar mesmo. Aqui, cadê você? Aqui. Cadê aqui? O soba. Soba. Sim, sim. Daqui eu vou sair aí. Aí. Agora vou ter a minha casa mesmo. Tá bem. Sim. Ai, bữa trước thì là cái bếp ở đây thì mình về mình cũng nói với các bác đấy là ai có điều kiện thì nói chung là người dân bên đây thì như anh em mình đến vào trong bản giúp đỡ người dân nhiều này, anh em cũng hiểu một phần về người dân thì họ là chỉ có đói, không có lương thực ăn để làm việc, vì như vậy nên là mình hỗ trợ lương thực để cho họ làm việc, để đóng gạch đấy các bạn. Vì xây nhà bằng đất mà các bạn, họ chỉ cần có lương thực, họ ăn, họ làm việc thôi, thì còn chỉ có tốn tiền là cái mua cái tôn lợp, cũng mua như mua cái mấy cái xà bằng gỗ ngoài chợ họ bán này, xong là lợp tôn lên, đặt gạch lên thôi. Thì có gì thì cái tôn đấy thì mình sẽ hỗ trợ. Dân hiện đang rất là đói mà để có đồng tiền mua tôn thì cũng là ít nhà có đấy. Nên là đến hôm nay thì mình đến thì mình cũng thấy bảo bác đưa đi tất cả quanh bản thì để xem những hoàn cảnh nào mà cần hỗ trợ trước thì mình cũng sẽ hỗ trợ trước, mua tôn cũng như mua cái tơ gỗ để
lập nhà cho mọi người, thì để cũng làm nó nhanh chóng thôi, để chuẩn bị đến mùa mưa rồi, để hướng cho mọi người là phát triển nông nghiệp, thì hy vọng là mới giảm đói, mới gọi là mới xóa đói cho người dân được. Chứ về vì như đợt này mình sang thì mình cũng mang số lượng cây giống rồi tất cả rất là nhiều, nên mình sẽ đẩy mạnh và hỗ trợ nông nghiệp giúp người dân nha các bạn. Áo là vải viên à, tôn đúa. Đây, bây giờ đi quanh bản. Muito obrigado. Sim. Outro dia o Matheus já está arroz de neve. Ele já? Ele recebeu também naquele dia, né? Ah, sim, ele recebeu. Já está vendo? Ah, recebeu. Sim. Chupa. Aqui. Aqui. Bagaxix. Bagaxix já. Assim. Está seco. Está seco. Está seco. Sim, falta de água. Ah. Está seco. Đây các bạn, ở đây thì trên gọi trên núi cao các bạn, nên là nước cũng khó. Mùa 6 tháng mùa mưa là gỗ cây dứa là khô hết rồi. Mình mang giúp người dân à, để cho mình đến mình sang mình sẽ hỗ trợ để người dân làm nhà xong nhanh nhất có thể, để chuẩn bị vào mùa mưa để trồng trọt ngô, trồng cây lương thực. Casa, avô. Sim. Sim. Manda fazer rápido. Ok. Deixa depois, avô. Manda tudo, fêmea, fazer rápido casa. Oi. Deixa depois eu ajudo a comer sapa. Oi. Deixa, sapa. Tá bom. Não é muito, faz uma semana e chuva, vai cair. Cai mesmo. Đây là đang của ông bà già đấy, không có nhà ở. Sô bà, muito tempo. Avô não tem casa. Não tem. Sim. É por isso que estamos a construir ali agora. Tá bem. Sim. Hai ông bà này, hoàn cảnh không có nhà đấy, ở đây nhà mới ở cùng với kiểu con cháu đấy. Nhưng mà người dân bên này họ đẻ nhiều lắm các bạn. Nên là ở khổ, mưa gió đấy. Mọi người đã đang làm nhà cho ông bà đấy, thì mình đang bảo cố gắng là bảo bác trưởng bản cố gắng bằng con cháu là xây nhanh nhất có thể, để mình sẽ những nhà như ngôi nhà như này thì mình sẽ hỗ trợ mua xà gồ rồi mua tôn đến đợt, cũng như có thể là những cái cửa đấy, cửa của khóa, cửa của nhà đấy. Không biết có gì giữ không, đây, gạch đây bữa mình về đấy, mọi người cũng đóng cũng xây gần hết rồi. Tá bem. Okay. Outro vai, outro casa. Okay. Avô, okay. Deixa mandar a fêmea fazer zabe do. Depois vai meter a chapa. Tá bem. Ok, obrigado. Seu Paulo, aqui. Tá bem. Vamos aqui. Khó khăn nhất mà không có nhà ở đấy các bạn. Mùa mưa này đấy, nên là sẽ hỗ trợ đầu tiên là những người có cụ ông bà như vừa lấy đấy, những người khó khăn đầu tiên. Và một số gia đình cũng khó khăn đấy, cũng đã đăng ký làm nhà rồi, mà đã được nhận gạo mấy lần rồi. Món gì nấu ăn đây này? Bon dia, mời mình. Ai, phát đây kìa. Con đi nhá. Con đi kìa. Tudo bem? Sim, obrigado, sim. Para Zé Pedro. É isso mesmo.
bánh bún đi tù cái gì gì bố mẹ đã sáp bà đây là ông mà xem anh agabo em mới quen này em phải con mà sáp bà anh làm ai vậy những nhà như kia đổ hết rồi mưa rồi năm mùa mưa năm ngoái này ngôi nhà như này đây là đổ luôn, đổ mưa gió năm trước là đổ, không có nhà, không có đồ ăn để mà xây nhà đấy, nên là bác đây chuyển lên trên kia, đây, mới xây lại này, đây, những hoàn cảnh như này thì đúng là anh em mình nên giúp đỡ, đây, từ cái bếp này không có gì nấu ăn luôn, cũng cứ bỏ hoang vậy. À đó thì phải cho nó vừa kìa. Sì. Ta bên kia. Ê, xin mời. Ta có cái này. Ủa nhà các bác kia kia, là ở bên trên đấy. Đây đổ ấy. Đây là cái hoàn cảnh được giúp đỡ này. Dạ. Hiện đang làm ngôi, bác đang làm ngôi nhà mới dịch như trên kia rồi. Đấy vì đổ ấy nhà này. Ta bên. Vừa tìm mà dễ thì mà. À. Nhà lên trên kia nữa. Bản đây rất là khó khăn về nước. Không có. Bồn hoa này, bồn hoa đất tròn đấy, đáng dãy, ui, bồn hoa này, thiết kế thật, thành điệu thật. À vậy, cái đâu nó cao đủ? Ê, sao yêu? Ok. Ngoài thì nó không có thức nương thực để ăn để làm được đấy các bạn. Đấy, chỉ có chỗ như cái nhà như này thì mình mới chỉ có hỗ trợ là 3 bao gạo. 3 bao gạo một hộ gia đình là họ ăn, họ đóng được gạch, họ xây được như nên như này rồi. Ta đây. Ok. Đấy mình về là mình hướng cho mọi người đóng gạch. Ba bao gạo quá không phải là có ăn làm quá nhanh luôn bốc grande ah o Não, do trabalho. Aí, cara, aqui tem quando mais ou fica? Esse aqui. Onduco. Bonito. Ah, bonito mesmo. Tá lembro bem. Dỡ nhà cũ ra đây, nhà cũ tôn cũng còn để đây. Nhà cũ tôn đấy. Ba bao gạo, đúng là rất là giá trị. Họ ăn nói chung là người dân bên đây đấy để mà có cho giúp cho họ cái lương thực họ ăn các bạn. Nếu mà một người như bình thường cũng như anh em mình nhưng mà họ ăn no họ làm phải gấp 3 lần anh em mình. Nếu mà để về bỏ sức lao động ấy, thì anh em mình phải nói, thấy nhìn thấy như vậy đấy họ khỏe lắm. Chỉ có điều là họ đói không làm được thôi. Nhiều người ta cứ gọi là đói quá là cứ ngồi đấy vạ vật đấy không có định hướng để làm việc đấy. Nhưng mà để mà họ ăn no thì họ chịu khó lắm. Ta bây okay. Những cái nhà như này cần phải tuyên dương như kiểu là với bằng cách thì kiểu giúp họ tôn như mình đã nói là giúp họ tôn thì để họ có chỗ nhà nó ổn định rồi thì bắt đầu mùa mưa thì họ làm việc thì mình nghĩ nó hiệu quả hơn. Eu vou ver. Tá bem.
đấy, cũng bà đấy, nhà không có đâu. Bác trưởng bản, bác trưởng bản là sắp xếp như như nhà bà đây nè, mấy thanh niên này đến giúp đấy. Có xóm trên này là một số nhà là nằm gần nhau. Con phù hồ. Các em ở bên đây, em nhỏ làm việc từ bé. Thì những em này làm được hết rồi. Học làm từ bé ấy. Hai bố con. Ý thì xây rồi. Xây được đâu à? Để sang nhà khác các bạn. Wey à. Cucu cucu. À cucu. Cucu. Wey à. Aquí, Pablo. Ah, bom. Estão aqui. Tudo bem? Tá bem. Obrigado, pai. Sim. Já. Chama casa. Casa. Falta de chapa. Ah. Aí, ó. Abre, vai, vai. Está podre. Tá bem. Cabine da avô. Isso assim, chove. Nhà của bà đây là hỏng hết tôn. Sim. Trong như mặt mặt trời. Sim. Essa aqui também. Tá bem. Ok. Vai ver. Sim. Avô. Ok. Sim. Levanta. Avô! Tudo bem? Tá bom. Tá bom. Tá bem. Nhà tôn hỏng hết rồi. Chove. Ô, vai ver? Sim, entra mesmo. Ui. Chove. Nhà tôn dọc hết rồi. Ele cozinha dentro? Sim, cozinha aqui. Tá bem. Sim. Sim, mamãe, comida. Khoai. Comida. Khoai, đồ ăn đấy, đồ ăn của bà đấy. Eu já tá tendo muito cimento, bem cimento em Vietnam, tá? Chega aqui. Até mesmo. Ah, não, eu fico desde lá em casa, depois eu falo bem aqui tudo, ó, tá? Muito obrigado. Bom. Bora tá doce, Vietnam tá muito grande. Olha só nosso. Você tá cuia muito. Aqui é pequeno. Muito pequeno. É pequeno. Não evoluiu. Tá bem. Ok. Mình cũng bảo bác mình đưa rất nhiều giống khoai tốt của Việt Nam. Dormi aí. Dormi aí. Mấy của bà đấy. Ờ, xa. Cây mấy que gỗ nằm ngủ. Ê, đi phía sau chứ nhỉ? Sozinho. Sozinho. Sim. Một mình. Như bác trưởng bà nói đấy là
bà bọn mình là tốn hỏng hết rồi. Ta bệnh thì bố vai Azuda. Hả? Ta bệnh ở vai Otoru Kaza. Để bố vai Azuda. Ta bệnh. É verdade da Igreja Católica. Tem quan à. Yeah. Ê bác trưởng bản nói đây là mình cũng mới đến bản ở đây chưa nhiều đấy các bạn nên chưa hỏi từng người một. Ê, bác đây là kiểu là làm bên kiểu là ở nhà thờ đấy. Ê, ni trabalha com padre. Sim, sim, sim. Trabalha com padre. Trabalha com padre. Sim, sim. Là như kiểu người phụ việc ở nhà thờ đó các bạn. Nhưng ở trong đây có nhà thờ là bác ấy... Adjunto do padre. Ê, ni. Sim. 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 Fica igreja. Igreja. Faz como? Domingo fica em cima. Sim. Lê. Sim. Phụ của không phải là cha xứ mà nó như kiểu phụ việc của cha xứ ở ngoài nhà thờ lớn ấy. Ê, ni xem là tra bát tờ đề Católica Grande, sim, sim. Missão. Missão. Ah, okay. Phụ việc của cha xứ nhà thờ lớn ấy. Đây, đây sổ thầy là sổ sách này. Aqui, Jesus. Sim, sim, Jesus. Sim, é mesmo. É mesmo, Jesus. Aqui, não Jesus. É mesmo, Jesus. Está aí. Tá bem. Ok. Ah, você ajuda, você trabalha com o seu bar? Sim, junto conta mesmo. Junto, junto mesmo. Tudo, quando beijam, faz a casa. Sim. Hã? Quando bem, eu vou deixar. Okay. Ah, Bano, ajuda bem, e Sapa. Muito obrigado. Quem ainda não fazia casa, sim. Faz só agora. Ah, ok. Faca uma semana, duas semanas, chuva. A chuva cai. Caiu. Até vai, você vai ter que fazer outra. Vai ter que. Mamãe, espera, eu vou acabar com a gente, você vai ter que fazer. E você, e você vai ter que fazer? Tu tem que fazer, você tem que fazer. Vamos construir as casas. Tá bem. Ele vai dar. Cũng nói bác trưởng bản cũng như bác làm việc ở ngoài nhà thờ này thì để các bác đi ghi mọi người đây thì vì cái này là mình cũng muốn là làm nói mọi người nói các bác rồi nói mọi người làm thật nhanh để mùa mưa đến là mình sẽ hỗ trợ giúp người dân là phát triển nông nghiệp nha các bạn nên cũng không thể chờ đợi được vì mùa mưa sắp đến rồi thì còn những hoàn cảnh như chắc như hai bà ở đây từ những người già hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì mình sẽ hỗ trợ giúp mua tôn trước để lập nhà cho các bà. Có đến đâu mình sẽ giúp đến đó. Nhưng mà chắc là chắc chắn là các bà như hoàn cảnh của các bà đây thì nó gọi là nhà vẫn còn ở được đây, chỉ có tôn thủng, tôn hở ra. Thì mùa mưa xuống thì mình sẽ hỗ trợ mua tôn trước giúp các bà nha các bạn. Sau đó bắt đầu mới đến hỗ trợ giúp những người dân như kiểu thanh niên hay những người khỏe mạnh hơn một chút đấy các bạn. Thì mình sẽ huy động đến giúp làm giúp các ông các bà để lập tôn trước nha các bạn. Thì bây giờ thì nói chung là còn một số nhà nữa thì cũng đã nói bác trưởng bán cùng như bác làm việc ở ngoài nhà thờ rồi thì sẽ ghi danh sách hết cho mình thì mình sẽ có số liệu thì mình sẽ mua đến ngày gần nhất mình sẽ mua đến. Còn bây giờ là mình phải quay trở lại nhà bác trưởng bán cũng muốn vào hỏi thăm gia đình bác sĩ đấy các bạn. Thì nói chung là mình đúng là mình cũng không muốn cái chuyện nó đã qua rồi thì bác đã mất rồi mình cũng không muốn nhắc lại nhiều nhưng vì cái hoàn cảnh của bác này thì mình cũng đã coi bác như là một thành viên trong team của anh em mình rồi là cùng đồng hành của anh em mình đi giúp người dân đấy các bạn mà cái tin buồn nó đến với bác ấy quá sớm bác ấy không may như thế thì phải chấp nhận thôi bây giờ còn vợ con bác đấy còn gia đình nhà bác ấy nữa thì chắc chắn là mình sẽ hỗ trợ bác đấy thôi. Tudo bem, tá bom? Ok. Muito obrigado. Bem, tá bom? Sim. Sim. Vou levar junto. Sim, sim, sim. Ah, bom. Tchau, tchau, hã? Ah, bom. Bây giờ, ok. Sim. Bây giờ phải sang nhà bác ấy tí. Sim, sim. Cái số bác đến đấy thì chịu rồi. Thì còn sau bác ấy còn gia đình, còn vợ con rất là khó khăn đấy các bạn. Xem là đợt trước thì bác đang đóng gạch, không biết là giang dở đã xây kịp xây nhà chưa? Nếu mà còn cái gì mà chưa làm, chưa giải quyết được thì mình sẽ giúp bác ấy mất rồi. Thì mình sẽ giúp vợ con bác ấy làm những cái như kiểu là gần như gọi là những kiểu cái tâm nguyện của bác đang làm dở đấy các bạn.